đoàn đòn hỏa lực tiêu diệt 70 binh sĩ, phá hủy tan nát kho nhiên liệu của Ukraine tại Zaporizhia. Ngày 24 tháng 3, phát biểu với báo chí, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga tướng Igor Konashenkov cho biết, tại khu định cư Zaliznyknoye ở vùng Zaporizhia, các lực lượng Nga đã phá hủy một kho chứa nhiên liệu của Lữ đoàn Cơ giới số 65 của quân đội Ukraine. Theo ông Igor Konashenkov, trong 24 giờ qua, lực lượng không quân, lực lượng tác chiến chiến thuật lục quân, tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công 76 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa, nơi tập trung nhân lực và thiết bị ở 114 khu vực. Tại hướng Kupiansk, máy bay và pháo binh của các đơn vị chiến đấu miền Tây đã tấn công lực lượng Ukraine gần các khu định cư Atiomovka ở Cộng hòa Nhân dân Lugan tự xưng và tại Dvoreknaya, Berestove thuộc vùng Kharkov. Nga đã bắn hạ 70 binh sĩ Ukraine, phá hủy một xe chiến đấu bộ binh Hai xe bán tải, một bệ phóng tên lửa Grad và một hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất. Tại hướng Krasny lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và thiết bị của đối phương ở gần các khu định cư Chervonaya Diprova thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugan và ở jampolovka Terny thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, bắn hạ 80 binh sĩ, phá hủy hai xe bọc thép, ba xe bán tải và một khẩu lựu pháo D30. Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên của Nga biệt kích Ukraine tập kích phá hủy đoàn xe quân sự của Nga. Trong một đoạn video được công bố hôm 24 tháng 3, Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine SSU tuyên bố, các biệt kích thuộc lực lượng này đã tổ chức nhiều đợt tập kích, qua đó tiêu diệt nhiều trang thiết bị quân sự của quân đội Nga. Trong số này, một vụ tập kích gần thành phố Vuleda ở Donetsk đã phá hủy một đoàn xe quân sự, trong đó có 3 xe tăng T-72B, một xe tăng T-72B3, một xe công binh giã chiến IMR-2M, cùng một xe bọc thép chở quân BMP2 ISV của Nga. Theo SSU, trong vòng 5 ngày qua, nhóm tác chiến đặc biệt Alpha đã loại khỏi vòng chiến đấu 14 xe tăng, 4 xe bọc thép chở quân, 1 xe công binh, 1 kho đạn cùng hai cứ điểm của Nga. SBU nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực cho đến khi đạt được chiến thắng cuối cùng." T-72B nặng 44,5 tấn, dài 6,95 m, cao hơn 2,2 m với kíp chiến đấu gồm 3 người. Đây là biến thể của xe tăng huyền thoại T-72, phiên bản xe tăng chủ lực từng làm mưa làm gió trong quân đội Liên Xô. Sau này thì Nga tiếp tục cải tiến T-72B trở thành nhiều phiên bản, trong đó có T-72B3, T-90 và vẫn dùng cho đến ngày nay. Phiên bản T-72B3 được cho là sở hữu sức mạnh gần ngang ngửa với siêu tăng T-90 khi được trang bị giáp phản ứng nổ Relic, hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến và động cơ chạy bằng diesel tăng áp. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, trong vòng một năm kể từ ngày Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, Moscow đã mất khoảng 235 xe tăng T-72B3 và 207 xe tăng T-72B. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên. Vào cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 năm 2023, thành phố Vuleda ở miền đông Ukraine đã trở thành một mục tiêu quan trọng của quân đội Nga. Các chỉ huy quân sự Nga nhận định, thành phố này có vị trí chiến lược trong tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donetsk. Hàng loạt đoàn xe tăng và xe bọc thép của Moscow vì vậy đã được điều động về mặt trận này để tăng cường sức mạnh tấn công cho lực lượng Nga. Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự phương Tây, các đợt tấn công đã không đạt được hiệu quả như mong muốn. Nhiều xe tăng và xe thiết giáp của Moscow cũng đã bị lực lượng Ukraine phục kích tiêu diệt. Ngoài ra, Nga cũng hứng chịu tổn thất tương đối nặng nề về nhân lực, đặc biệt là tại Lữ đoàn Bộ binh Hải quân số 155. Lính đánh thuê Wagner của Nga báo tin thắng lớn đang làm mưa làm gió ở phía tây nam Bắc Mút. Bất chấp các cuộc phản công cục bộ do lực lượng vũ trang Ukraine AFU thực hiện, giới truyền thông cho biết rằng các đơn vị của Wagner PMC đã bắt đầu một cuộc tấn công dồn dập vào phía tây nam thành phố Bắc Mút, Nga gọi bằng cái tên là Atiomos. Điều này đã chứng minh bằng hình ảnh có liên quan do quân đội Ukraine thực hiện, cho phép báo chí xác nhận thông tin rằng các binh sĩ của công ty quân sự tư nhân Wagner đã kiểm soát một phần thành phố, cụ thể là tại Kosunsky, nơi có kết nối trực tiếp với khu định cư Krasnoye. Đây là nơi duy nhất ở ngoại ô Bắc Mút, không bị quân đội Nga kiểm soát. Trong trường hợp các binh sĩ Wagner mở cuộc đột kích thành công theo hướng Bắc, một nhóm quân Ukraine có số lượng lên tới 5.000 người nằm ở phía đông và trung tâm của Bắc Mút có thể bị bao vây hoàn toàn. Nếu viễn cảnh trên xảy ra, sẽ giúp cho các đơn vị Nga có quyền kiểm soát hơn 90% diện tích của thành phố và cuối cùng khiến lực lượng vũ trang Ukraine bị đẩy lui ra khỏi Bắc Mút. Cho đến nay, các trận chiến kéo dài đang diễn ra trên các đường phố của Bắc Mút, chủ yếu là do quân đội Ukraine đang tích cực sử dụng pháo binh và xe tăng để đẩy lui những mũi tiến công của lính Wagner, gây ra những lực lượng này tổn thất nặng nề. Mặc dù từng tiến rất sát đến trung tâm Bắc Mút, nhưng các mũi thọc sâu của Wagner sau đó đều bị bẻ gãy. Vào thời điểm hiện tại, những ý kiến lạc quan tại Moscow cũng cho rằng phải ít nhất một tháng nữa mới có thể giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược nói trên. Bên cạnh đó, Jeff Jenny Prigozhin, nhà sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner, đang chuẩn bị kết thúc các hoạt động quân sự của lính đánh thuê của mình ở Ukraine và chuyển sự chú ý sang châu Phi. Được coi là mối đe dọa ngày càng tăng về mặt an ninh và chính trị, nhà tài phiệt Prigozhin đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân lực và đạn dược ở Ukraine sau khi ông này bị cấm tuyển dụng lính đánh thuê từ các nhà tù. Theo đó, ông Prigozhin đã mất đi nguồn tuyển dụng chính và cũng bị Bộ Quốc phòng Nga tước đi nguồn cung cấp đạn dược, thiết bị. Ấn phẩm Bloomberg nhấn mạnh rằng, lính đánh thuê của ông Trùm Prigozhin vẫn chưa thể chiếm được thành phố Bắc Mút ở Donetsk, bất chấp nhiều tháng nỗ lực và tổn thất đáng kinh ngạc. Sau nhiều tuần phàn nàn với công chúng rằng, lính đánh thuê Wagner không được cung cấp đạn dược quan trọng và các vật tư khác. Ông Prigozhin thừa nhận rằng Wagner sẽ phải thiết lập lại và cắt giảm quy mô của nó sau trận chiến giành Bắc Mút. Các nguồn thông thạo tình hình nói rằng các hoạt động ở châu Phi có thể sẽ thu hút sự chú ý của ông Prigozhin trong tương lai vì tình hình ở Ukraine đã trở nên khó khăn hơn đối với lực lượng của ông trùm này. Bloomberg trích dẫn thực tế là đã có thông báo về việc tuyển dụng lính đánh thuê cho Wagner trong thời gian 6 tháng ở Ukraine và 9 đến 14 tháng ở châu Phi. Theo Nhà Trắng, Wagner đã mất hơn 30.000 lính đánh thuê do bị thương và thiệt mạng kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine bắt đầu. Ông Oleksandr Shisky, tư lệnh lực lượng mặt đất Ukraine nói rằng quân Nga đang mất lực lượng đáng kể ở thành phố Bắc Mút, tỉnh Donetsk. Nga sắp hụt hơi, và lực lượng vũ trang Ukraine sẽ sớm tận dụng lợi thế này. Ukraine dàn quân quanh Bắc Mút lên dây cót phản công Nga Ngày 24 tháng 3, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner thông báo Tính đến hôm nay, đối phương đã triển khai hơn 80.000 quân xung quanh Bắc Mút. Lực lượng này tập trung ở Shervers, Slaviansk, Kramatos, Dezhukovka, Konstantinovka và Chashovoyam. Nhiệm vụ chính của Ukraine là giữ lại các phòng tuyến này và tiến xa hơn. Ukraine đã nhận được số lượng rất lớn các thiết bị khác của NATO, nhiều loại xe bọc thép, xe tăng Leopard và lực lượng dự bị khoảng 200.000 người. Theo ông Prigozhin, với sự hỗ trợ của các lực lượng này đã được huy động, ngoài các trận chiến ở thành phố Bakhmut, các lực lượng vũ trang Ukraine có thể tìm cách giáng đòn đầu tiên về hướng Belgorod, vùng biên giới phía nam của Nga. Ông Prigozhin nhận định họ sẽ nỗ lực tiến gần ben Belgorod giáp biên giới với tỉnh Kharkov của Ukraine. Vùng này liên tục bị tập kích kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine năm ngoái. Ông Trùm Wagner nói rằng, trong một kịch bản có thể xảy ra, các lực lượng Ukraine có thể tìm cách tiến về phía Belgorod. Phòng tuyến svatovo kremenaya có thể trở thành mục tiêu thứ hai của Ukraine và loạt tiến công thứ ba sẽ tập trung vào Bắc Mút. Ông Prigozhin nói thêm rằng, Ukraine có thể tìm cách kéo căng các lực lượng Nga để mở một hành lang dài 30 đến 40 km cho các cuộc tấn công theo hướng thứ ba về phía Lysychansk, Severodonetsk, Denbasevo và Lugan với mục đích chia tách Donetsk và Lugan. Ông Prigozhin nói, sau đó Ukraine có thể cố gắng xây dựng lực lượng ở Nep để tấn công một số cuộc tấn công ở Zaporizhia nhắm vào Berdyansk, Melitopol và Mariupol mục tiêu cuối cùng của họ là phong tỏa Krum. Sau đó nhiều khả năng họ sẽ tìm cách đối phó cây cầu Krum và đẩy tình hình trở lại biên giới năm 1991. Nga tìm cách kiểm soát thành phố Bắc Mút, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine suốt nhiều tháng qua. Nếu giành được Bắc Mút, đó sẽ là chiến thắng quan trọng đầu tiên của Moscow kể từ mùa hè năm ngoái, sau khi buộc phải rút quân khỏi Kharkov và Kherson. Nó sẽ mở đường cho Nga tiến công sang các thành phố then chốt khác ở miền đông Ukraine. Đại tá Vitali Kiselev, một chuyên gia quân sự cho rằng tình hình xung quanh Bắc Mút hiện không thuận lợi cho quân đội Ukraine và Kiev không có cơ hội phản công ở thành phố này. Trong khi đó, tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Shishky nhận định Nga đang tổn thất lực lượng lớn ở Bắc Mút và cạn kiệt nguồn lực. Do vậy, quân đội Ukraine sẽ sớm chuyển sang phản công thay vì phòng ngự. Ông Shishky cho biết, lực lượng của Nga chủ yếu là các tay súng của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner tiếp tục tìm cách bao vây, kiểm soát Bắc Mút bằng mọi giá, bất chấp tổn thất về người và khí tài. Trong báo cáo mới đây, Bộ Quốc phòng Anh cũng cho rằng Nga có thể đang dần mất động lực tiến quân ở Bắc Mút sau khi một số đơn vị chính quy được điều động sang các khu vực khác. Bloomberg đầu tuần này đưa tin, Wagner đang có kế hoạch giảm dần hiện diện ở mặt trận Bắc Mút do không được quân đội Nga tiếp tế nhân lực và đạn dược. Ông chủ của Wagner đã lên tiếng bác bỏ thông tin này, nhưng thừa nhận tình hình ở mặt trận Bắc Mút rất khó khăn do Ukraine liên tục đưa thêm tiếp viện. Tiêm kích F-16 không phải là viên đạn bạc dành cho Ukraine mơ ước. Mặc dù Ba Lan và Slovakia cam kết sẽ chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 có từ thời Liên Xô cho Ukraine nhằm giúp quốc gia này tăng cường sức mạnh không quân, nhưng chính phủ Ukraine vẫn mong muốn nhận được máy bay chiến đấu do phương Tây cung cấp, đặc biệt là tiêm kích F-16. Các chuyên gia lo ngại Việc cung cấp những máy bay đó và quá trình chuẩn bị cho Ukraine sử dụng sẽ mất nhiều thời gian do binh sĩ Ukraine cần phải được đào tạo bài bản về việc vận hành, bảo dưỡng. Chưa kể chúng sẽ khó vượt qua các thách thức lớn khi đối đầu với máy bay và hệ thống phòng không của Nga. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 14 tháng 3 cho biết, nước này sẽ gửi hơn 10 máy bay chiến đấu MiG-29 và 4 chiếc đầu tiên sẽ được chuyển giao trong vài ngày tới. Ngay sau đó, Slovakia cũng tuyên bố sẽ chuyển giao 11 chiếc MiG-29 đã nghỉ hưu. Một vài chiếc trong số này có thể được sử dụng để lấy phụ tùng thay thế. Các máy bay MiG-29 do Ba Lan và Slovakia sẽ giúp bổ sung cho phi đội của Ukraine và cũng khá quen thuộc với phi công Ukraine. Tuy nhiên, chúng không có nhiều tính năng ưu việt hơn những chiếc MiG-29 mà Ukraine đang vận hành. Do đó, các quan chức Ukraine tiếp tục kêu gọi phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F-16. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Colin Khan cho biết, đã có lúc Ukraine yêu cầu chúng tôi cung cấp 128 máy bay thế hệ thứ tư, gồm F-15, F-16 và F-18. Nhưng chính quyền Tổng thống Biden nhiều lần khẳng định, họ không có kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Trong một bài phát biểu hôm 24 tháng 2, ông Biden nói rằng, Ukraine không cần F-16 lúc này, còn Nhà Trắng cho biết, thông báo của Ba Lan không làm thay đổi tính toán của chúng tôi. Có một số dấu hiệu cho thấy Mỹ đang xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu như họ chuyển giao máy bay cho Ukraine. Theo NBC, hồi đầu tháng 3, hai phi công Ukraine đã có mặt tại một căn cứ của Mỹ ở Tucson để tham dự sự kiện mà một số quan chức quốc phòng Mỹ mô tả là sự kiện làm quen liên quan đến việc đánh giá khả năng của họ lái máy bay do Mỹ sản xuất. Tướng McKinley, người đứng đầu Bộ Chỉ huy tác chiến trên không của không quân Mỹ, cho rằng việc cung cấp tiêm kích F-16, hoặc các máy bay chiến đấu khác cho Ukraine sẽ đòi hỏi nhiều khía cạnh hơn, chứ không chỉ dừng lại ở việc đánh giá năng lực của phi công. Ông Kelly cho biết, khi sở hữu máy bay F-16, Ukraine có thể gia tăng tỷ lệ xuất kích, tăng khả năng làm quen và vận hành vũ khí phương Tây. Trong đó có cả tên lửa chống radar mà các kỹ sư Mỹ từng nỗ lực tìm cách trang bị cho máy bay chiến đấu có từ thời Liên Xô của Kiev. F-16 có cảm biến tốt hơn, khả năng xử lý thông tin tốt hơn, và do đó giúp gia tăng khả năng sống sót của phi công. Nhưng việc duy trì những lợi thế đó không phải chỉ đòi hỏi sự đào tạo chuyên sâu dành cho các phi công Ukraine, mà còn cần đảm bảo các nguồn lực khác, từ phụ tùng thay thế cho đến nhà chứa máy bay. Ông Kelly lưu ý, nếu Mỹ hoặc bất cứ quốc gia nào khác trong NATO lựa chọn cung cấp F-16 cho Ukraine, thì câu hỏi đầu tiên là họ sẽ sử dụng kho bảo dưỡng nào. Có các kho bảo dưỡng ở Bỉ và Ba Lan, nhưng mà cần phải đăng ký trước. Ngoài ra, việc đảm bảo chuỗi cung ứng cũng là công việc vô cùng khó khăn. Ông John Baum, thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchen cho rằng Ukraine cũng cần cải tạo lại các sân bay để tương thích với F-16. Ông này nói, không giống máy bay do Nga sản xuất, máy bay do Mỹ sản xuất đòi hỏi các thiết bị hỗ trợ mặt đất rất cụ thể. Việc đào tạo nhân viên mặt đất cũng như quá trình cất cánh và hạ cánh máy bay phức tạp hơn, nhưng thiết bị hỗ trợ mặt đất sẽ là chìa khóa. Việc đáp ứng các nhu cầu của chiến đấu cơ F-16, trong đó có việc mở rộng hoặc kéo dài đường băng, sẽ là một thách thức lớn với Ukraine trong bối cảnh Nga thường xuyên tiến hành các cuộc không kích. Chưa kể F-16 cũng cần kiểm tra định kỳ. Sau vài trăm giờ bay, tiêm kích này cần được tháo rời để kiểm tra hoặc thay thế các bộ phận. Quá trình kiểm tra và sửa chữa trên diện rộng được cho là sẽ gặp nhiều khó khăn vì Nga có khả năng tấn công các sân bay của Ukraine. Ông John Baum lưu ý. Sự hỗ trợ từ tập đoàn Lockheed Martin, nhà sản xuất F-16 cũng rất quan trọng. Nhưng công ty này hiện đang dành thời gian và nguồn lực để hỗ trợ cho hơn 20 quốc gia khác đang vận hành F-16. Ngoài ra có rất nhiều thách thức về hậu cần tại một quốc gia đang có xung đột như là Ukraine. Một quan chức của Lầu Năm Góc cho biết, ngay cả thời hạn nhanh nhất để chuyển giao tiêm kích F-16 cũng sẽ tương đương với thời gian huấn luyện phi công Ukraine vận hành máy bay này, ước tính là khoảng 18 tháng. Còn ông John Baum, từng là phó chủ tịch của công ty Raken International, nhà thầu chuyên cung cấp dịch vụ máy bay quân sự, cho rằng quá trình mua máy bay, đào tạo phi công Ukraine và nhân viên bảo trì, sau đó chuyển giao cho Ukraine có thể mất từ 18 đến 24 tháng. Quá trình chuyển giao có thể được rút ngắn, nhưng phương Tây vẫn phải đảm bảo các hoạt động dài hạn như cung cấp vật tư, bảo trì, thậm chí đào tạo chuyên sâu cho phi công. Theo ông Baum, các phi công giàu kinh nghiệm sẽ cần ít nhất một khóa huấn luyện kéo dài 4 tháng để có thể điều khiển F-16. Trong khi đó, các nhân viên bảo trì cũng cần khoảng thời gian tương tự để làm quen với các bộ phận và thiết bị tiên tiến của F-16. Một số nhà phân tích cho rằng, ngay cả khi Ukraine nhận được F-16 trong thời gian ngắn đi chăng nữa, thì những tiêm kích này vẫn sẽ phải đối đầu với lực lượng không quân của Nga có quy mô lớn hơn, sở hữu nhiều máy bay hiện đại và vũ khí tiên tiến hơn. Tướng Mark cho rằng, không chỉ riêng F-16 mà bất cứ máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư nào, chẳng hạn như là Rafale hay là Eurofighter, cũng đều phải đối mặt với vấn đề này khi tham chiến tại Ukraine. Lực lượng không quân Nga vẫn duy trì được sức mạnh khá lớn và rất đáng tin cậy trong hoạt động tấn công. Ông Kelly lưu ý, Ukraine sẽ khó có thể thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Việc sở hữu những máy bay được sản xuất ở Fort Worth hay là St. Louis của Mỹ hoặc máy bay được sản xuất ở Pháp và châu Âu, không có nghĩa là nó sẽ có được sức mạnh vượt trội, có thể áp đảo khả năng sát thương của các hệ thống phòng không Nga. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine nhận mục tiêu quân sự từ vệ tinh của CIA The Times dẫn thông tin từ một chỉ huy quân sự của Ukraine cho biết, các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Thor của nước này đang sử dụng dữ liệu vệ tinh do CIA cung cấp để chọn mục tiêu khi tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chống lại Nga. Lực lượng này gồm 27 người, là một đơn vị hoạt động đặc biệt của cảnh sát, hoạt động độc lập với quân đội và hợp tác chặt chẽ với cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR, nơi cung cấp đạn dược và thông tin tình báo cho họ. Theo The Times, đơn vị này có toàn quyền lựa chọn nhiệm vụ, nơi đóng quân và thời điểm chiến đấu. Chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm Tho tuyên bố, đơn vị của họ sử dụng một ứng dụng đặc biệt trên máy tính bảng được đồng bộ hóa với vệ tinh của cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA để chọn các mục tiêu tiềm năng cho các cuộc tấn công của họ. Chỉ huy này cho biết, chúng tôi chọn các mục tiêu trong chương trình và các mục tiêu có thể được xác định thông qua vệ tinh của CIA lẫn vệ tinh của chính chúng tôi. Thông tin được thu thập từ tất cả các nguồn đó. Sau khi lựa chọn, chúng tôi tiến hành trinh sát mục tiêu. Theo Times, Tất cả các thành viên của Thor đều là những cựu binh sĩ tham gia hoạt động quân sự của Ukraine chống lại phe ly khai ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugan tự xưng năm 2014. Cả hai vùng lãnh thổ này cùng với các vùng Kherson và Zaporizhia đã sắp nhập vào Nga năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý. Moscow từ lâu đã cáo buộc Mỹ và các đồng minh can dự trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraine. Về cơ bản, tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga bằng cách tiếp tục cung cấp cho lực lượng ukraina vũ khí đạn dược và thông tin tình báo ngày càng tiên tiến hơn